Các bài đọc lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên, năm 2, năm Chẵn. Bài đọc 1. Trích thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, Gia-cô-bê chương 3 câu 13 tới câu 18. Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em, người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng ganh tị chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói đối nghịch cùng sự thật. Anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật. Vì thứ khôn ngoan đó không phải từ trời xuống, mà là thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 18. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan. Lạy Chúa là đa tạng, là đấng cứu chuộc con. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thánh Vịnh 24 câu 4C và 5A. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống và đến cùng các môn đệ, người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc. Họ sợ hãi và chạy đến chào người. Và người hỏi họ rằng,
Các ngươi tranh luận gì với nhau đó? Một người trong đám đông trả lời rằng: Lạy thầy, tôi đem đến cùng thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu, thì vật nó ngã xuống đất, và nó sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực. Người đáp lại: Hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho ta. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội. Đứa bé ngã ra sùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: Nó bị như thế từ bao giờ? Ông ta đáp: Thưa, từ lúc bé. Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Sao lại nói nếu thầy có thể? Với kẻ nào tin thì mọi sự đều có thể được. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: Thưa thầy, tôi tin, xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, người nạt thần ô uế rằng: Hỡi thần câm điếc, ta truyền cho mi, hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói nó chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng người: Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó? Người đáp: Loại đó không thể trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.